chuyện đối mặt với ung thư, ngoài vấn đề về sống còn của mình thì gia đình họ phải đối mặt thêm một vấn đề đó là kinh phí, cho nên tất cả mọi người đều phải lưu tâm về con người đó. Không chịu một ai cả, không thấy có cái lý do gì để phải từ chối một cái gói mà để mình bảo vệ chính bản thân mình.